Chào bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra và sửa chữa một cái micro không dây hay là micro Bluetooth hát karaoke. Thì tổng quan bên ngoài của micro này nó có cái gì? Đây là cái khe cắm thẻ nhớ ha, mình đều dùng để nghe nhạc. Một cái cổng sạc cho cái cục pin bên trong. Đây là cổng sạc micro USB. Đồng thời nó có một cái cổng USB. Cái cổng này dùng để sạc cho các thiết bị bên ngoài như điện thoại chẳng hạn. Các bạn có thể tận dụng lại cách sạc á. Các bạn lấy ra các bạn sạc vô cho điện thoại nha. Dùng chính cục pin này luôn. Đây. Nó báo là sạc pin. Tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cái micro Bluetooth hát karaoke này như thế nào. Ở phần phía trên này là microphone, chính là cái micro của mình ha, vặn lên trên đầu nè. Trong trường hợp mà nó bị nói không nghe của các bạn, không hát được á, các bạn có thể kiểm tra cái micro này, đồng thời các bạn có thể thay micro ha. Trường hợp mà bụi bám cái đây nè, các bạn có thể tháo ra, các bạn vệ sinh cũng được, xịt bụi. Đỡ mà mở cái micro Bluetooth này ra, lấy cho mình một cái lưỡi lam ha. Ở bốn góc này nè, nó sẽ có bốn con ốc. Các bạn lấy các bạn này từ từ ra thôi, không cần phải lột lên hết nha. Lột hết là nó bung keo hết. Nè, những vị trí này đều có ốc để gắn vô ha. Các bạn tháo ra cho mình bốn con ốc. Bốn đầu có bốn ốc hết. Mình dùng tu vít mình mở bốn ốc này ra trước. Rồi tiếp theo cái phần đuôi này á, còn lột ra luôn nha. Nó không giống như phần trên, nó dán bằng keo dính vô, dính chặt vô cái thân nè. Tay cầm các bạn lột ra, phía trên này á, cái phần nút nguồn, nút và cái chữ mạch á, thì mình cũng dùng chính cái lưỡi lam này luôn. Các bạn này với cái khe này nè, này từ từ, này nhẹ thôi, này xong rồi mình dùng một cái nhíp á, hoặc là cái vật mà nó mỏng á, mình nạy nhẹ lên. Chú ý ở đây á, nó sẽ có mấy cái ngàm này thật nhẹ chứ bạn đừng có bẫy lên mạnh, mạnh tay là nó gãy hết cái ngàm ha. Tí nữa mình lắp cái ngàm này vô không được ha, ví dụ lắp vô là nó hở, bị hở. Mình lấy cái đồ dũa móng tay cũng được, mỏng mỏng á, mình nạy lên. Trước đó mình dùng lưỡi lam mình bẫy lên, tạo ra một cái khoảng hở trước. Đây là cái hệ thống nút bấm và chữ mạch của nó. Công tắc gạt nè, volume tăng giảm, điều chỉnh nút mở nguồn. Các bạn rất là rút cái phần tay cầm xuống, lắc nè, rút ra ngoài. Đây, cái nắp này cũng rút tương tự, rút ra ngoài phía sau. Làm từ từ ha, cái phần này phần nhựa mình làm mạnh tay quá nó gãy.
Rồi, đây là phần tay cầm ha. Các bạn tiếp tục nhìn vô đây, nó sẽ có hai con ốc giữ hai cái nắp này. Thì mình sẽ tiến hành lấy vít mình tháo ra luôn. Cấu tạo bên trong của nó một cell pin lithium ion, nghĩa là cell pin này là 18650 nha. Đây là jack pin, mình tháo trước luôn nha. Tại vì để hạn chế mà trong quá trình mà các bạn lỡ không quan sát á, mình bật nguồn lên nó chạm chân IC nó sẽ hư ha. Mình tháo pin ra trước luôn. Tiếp ở đây có ba con ốc nó giữ, mình mở ra luôn. Mở cái bao mạch ra trước. Đây, mình đã tách được cái bao mạch ra khỏi cái vỏ máy rồi. Đây một mặt phía trên của nó ha. Rồi mặt phía sau. Tiếp theo đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái linh kiện quan trọng nhất của cái micro Bluetooth hát karaoke này như thế nào. Linh kiện chính của nó gồm có phần nguồn ha, là phần đầu tiên. Thứ nhất là nó có một cái cell pin lithium ion, cái cell 18650. Đây là cục pin của nó, cấp nguồn cho toàn bộ micro ha. Thứ hai là cái IC sạc 5 chân. Cái mã số của nó là LTH7 hoặc là LTC4054. Quan sát cái vị trí trên bo mạch đó, nó sẽ có một cái con IC 5 chân. Đây là cái con IC sạc. Tiếp theo là cái phần xử lý và phần Bluetooth. Thì ở đây mình có con IC vi xử lý ha, và một cái con sạch anh tạo dao động. Con sạch anh này các bạn nhìn trên đây á, nó sẽ ghi cái mã số là 26.000, có nghĩa là 26 MHz. Đây là cái con sạch anh tạo dao động. Còn đây là cái con IC vi xử lý ha. Tại vì nó sẽ điều khiển được tất cả các nút bấm chuyển mạch. Đồng thời nó sẽ có một cái cổng giao tiếp với cái khe cắm thẻ nhớ khi mình gắn bên ngoài để mình phát nhạc. Thì cái con này vừa là vi xử lý, vừa là xử lý tín hiệu thu phát Bluetooth. Cái con này con quan trọng nhất trong cái micro Bluetooth này ha. Phần thứ ba là cái phần xử lý tiếng vang echo. Nó do cái con IC BT2399 này phụ trách. Đây là cái con BT2399 xử lý tiếng vang echo. Trên đây nó sẽ có một số jack, loa rồi micro kết nối với bo mạch đây. Nói chung phần này mình không quan tâm ha. Mặt này á nó có một số MOSFET IC. Ở đây cuộn dây mới chuyển mạch, công tắc, nút bấm. Linh kiện chính nó chỉ bố trí phần bên đây thôi, đó chính là con vi xử lý ha.
thì dựa vào cái cấu tạo của nó, mình sẽ đi phân tích các ban bệnh của cái micro Bluetooth hay là karaoke này. Cái phần hư hỏng nhiều nhất chính là phần nguồn này nè. Nó liên quan đến phần cell pin Li-ion 18650 và cái con IC sạc 5 chân này LTH7. Nó sẽ gây ra hiện tượng như mất nguồn, không sạc, chai pin, sập nguồn hoặc là tự tắt nguồn. Thì những cái trường hợp này á, các bạn quy ra hư hỏng là do cái phần nguồn này. Phần nguồn thì nó gồm như cell pin và con IC sạc. Thì mình kiểm tra từng bước. Trên đây là cái sơ đồ của cái con LTC4054 IC sạc 5 chân ha. Cái chân V-in của mình á, nó nối vào số 4 vi sạc, có nghĩa là từ cái dắt micro USB nè, cái chân số 5 của micro USB nó sẽ đi vào cái con chân số 4 của IC sạc 5 chân. Chân số 2 nó sẽ nối mát. Cái chân số 3 của IC 5 chân này á, chính là sạc cho cái cục pin 18650 cực dương. Thì trường hợp mất nguồn á, các bạn kiểm tra cái nào? À, thứ nhất là kiểm tra điện áp cục pin nè. Coi trường hợp cục pin mình á, nó cạn quá không. Trường hợp mà nó cạn, nó sạc vô không vô á, thì mình phải kích pin ha. Thì cách kích pin cũng tương tự như trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn. Ở đây mình sẽ dùng bộ cấp nguồn cho điện thoại. Đây là cái cell pin của nó 18650. Thì trước tiên á, các bạn kiểm tra mà micro này nó mất nguồn á, thì mình kiểm cho điện áp trước. Trường hợp mà điện áp nó thấp á, là mình phải kích pin lên. Còn kích pin không được á, bắt buộc mình phải thay pin. Như đây mình đo được là 3.9 V. Như vậy là cục pin này ổn mà. Mình giả sử như cục pin này nó rớt xuống cái điện áp khoảng 2 V đi, thì mình phải kích pin. Tại vì mình sạc sẽ không vô. Thì kích pin thì cũng tương tự, các bạn dùng bộ cấp nguồn cho điện thoại á, mà kích lên ha. Ở đây mình sẽ có bộ nguồn, mình chỉnh cái mức điện áp khoảng 2.5 V. Mình giả sử là cái cục pin của các bạn á, nó sạc không vào, nó không có sạc nó được nha, do các bạn để lâu quá pin nó cạn á, đến mức mà các bạn không thể sạc được, sạc hoài nó không vô pin thôi. Đồng thời mình đo điện áp á, nó xuống thấp. Ở đây các bạn dùng dây điện, ở đây là socket pin á, các bạn chích vô rồi để mình kích pin ha. Hoặc các bạn có thể dùng cái kim cũng được, mình nhét vừa cái lỗ này vô là mình kích được rồi. Các bạn lưu ý nha, dây đỏ của mình á là chân dương, còn dây đen của mình là chân âm. Rồi mình giữ cho chặt, rồi các bạn vặn từ từ lên sao cho cái kim vòng á nó tăng lên ha. Rồi các bạn giữ nguyên, một lúc sau á là kim vòng nó sẽ về không, là nó đang sạc tôi cho cục pin này. Đến giai đoạn này mà các bạn kích không được, nó không lên nhích kim á, là các bạn phải thay, bắt buộc phải thay pin cho mình ha. Rồi đây là quá trình kích pin. Thì cục pin này á thì cũng giống như các cục pin điện thoại di động hoặc là pin cục sạc dự phòng á, thì nó sẽ có một cái deadline, có nghĩa xài một thời gian á thì cái dung lượng trong pin này nó sẽ giảm xuống ha. Thì lúc này nó sẽ phát sinh ra những hiện tượng như chai pin nè, hoặc là bị sập nguồn.
giống như mình vừa hát karaoke á, vừa hát chung mic mà cái loa nó hoạt động luôn á, thì nó sẽ bị tự tắt nguồn. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra pin bằng cách thay một pin 18650 khác. Thì pin này cũng dễ tìm á, các bạn ra ngoài Nhật Tảo hay bất kỳ cái cửa hàng nào á, trên mạng nó cũng bán những cái sợi pin này à. Mình mua về mình đổi chế ha. Đây là cái cục pin đơn 18650. Ở đây các bạn mua và nhiều khi không có dây á, thì mình chỉ cắt dây ra mình nối cho socket ra là được. Từ đây là những hư hỏng là do pin. Nhiều trường hợp như sập nguồn tự tắt nguồn rất hay xảy ra. Còn vấn đề về không sạc hoặc vấn đề mất nguồn á, các bạn kiểm tra pin ok, kiểm tra tiếp theo con IC sạc này coi nó sạc không có hoạt động không. Tại vì cái điện áp chân pin á, nó do cái con IC sạc này sạc vào cho pin mình cạn. Mình đã kích pin ok rồi mà cắm vô nó vẫn không lên nguồn, kiểm tra IC sạc cho mình. Cái này cũng có 5 chân dễ thôi. Pin của mình là V sạc từ cái chân số 5 của cổng micro USB. Các bạn không cần đo cái cổng micro USB này, mình đo trực tiếp cái chân số 4 của IC. Cắm chất sạc vô, các bạn đo điện áp chân số 4 so với mát, nó có ra khoảng xấp xỉ 5V này không. Khi mà có thì tất nhiên là đường sạc nè, từ cục sạc nó vô, nó qua cáp sạc và nó vô chân số 4 này ok. Rồi khi mà cái con IC sạc này hoạt động á, thì nó sẽ cấp cái điện áp ra chân số 3, đồng thời nó sẽ sạc cho cục pin 18650 này. Kiểm tra là cũng đơn giản, các bạn lấy cáp sạc các bạn cắm vô rồi mình chích cái chân số 3. Khi mà có pin vào thì VOUT ngõ ra sẽ có. Giả sử mình lấy cái cục sạc mình cắm vô đây, cái đèn LED này nó nháy nè. Thì mình đo vô hai cái chân pin coi cái điện áp ra hay không. Nếu có là cái con IC sạc 5 chân này hoạt động tốt nha. Pin này mình ra tháo ngoài. Đây, như ở đây nè. Mình cắm sạc vô. Một chân kẹp mát, một chân kẹp vô ngõ ra chân số 3. Rồi điện áp mình đo được là khoảng 4,4V DC. Như vậy là có cái điện áp sạc pin rồi. Tại vì cái điện áp cục pin của mình á chỉ là 4,2V là maximum mà, nó đầy á. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho mình một điều á, cái dòng Y này nó ra là khoảng 500 đến 600 mAh nè, sạc cho pin á. Vì vậy các bạn hạn chế tránh dùng cái những cái cục sạc nhanh, cái dòng lớn á. Mình giả sử đi, cái cục sạc này sạc nhanh dòng khoảng 2A đi. Đây 2A. Thì mình hạn chế dùng những cục sạc này vì dòng nó lớn á, nó làm ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của pin. Đồng thời nó làm cho con IC này á nó nóng, nó sẽ làm chết IC, cháy nổ, chập nổ ha. Nên khi mình sạc á, mình sạc bình thường thôi, cái dòng khoảng vài trăm mAh thì tương ứng, tại vì cái sạc nhỏ, cái dòng nhỏ nó khoảng 500-600 mAh thôi, thì đã tăng cái tuổi thọ của cục pin 18650 này. Đồng thời
làm cho cái con IC sạc LTC 4054 á, nó sẽ không nóng, không bị chập cháy nổ. Đây là cái kinh nghiệm chủ yếu của mình ha. Thì một số cái ban bệnh và phần nguồn như mất nguồn hoặc sạc cho pin nè, thì các bạn cứ kiểm tra cho mình là cái cell pin và cái con IC sạc 5 chân LTH7. Tiếp theo á, nếu mà hư hỏng do cái phần xử lý hoặc Bluetooth á, trường hợp mà nó kết nối chậm hoặc là không kết nối á, không nhận được, thì mình phải kiểm tra con vi xử lý cái tín hiệu, mình chỉnh bo mạch nè. Ở đây là ngõ ra anten nè, các bạn kiểm tra coi cái đường mạch này có bị đứt hay không. Cái tụ này á, nhiều trường hợp á nó bị vô nước là cái đường này nó chóc mạch nè, làm anten nó đứt nên nó không kết nối được Bluetooth ha, không thu phát được. Trường hợp này ok, nhưng mấy con IC này á, cái phần Bluetooth nó không hoạt động hoặc nó độc động chập chờn thì tất nhiên là không nhận được Bluetooth. Để kiểm tra cũng dễ, cái bo mạch này chắc chắn nó có nguồn. Trường hợp mà các bạn kết nối Bluetooth không được á, thì nó mình giả sử đi, nó hư phần Bluetooth đi, thì các bạn cứ khởi động nguồn lên và dùng một cái smartphone sạch Bluetooth coi nó có hoạt động không ha. Như đối với những trường hợp mà kết nối Bluetooth không được á, thì mình cứ bật nguồn lên. Đây, mình đã bật nguồn lên rồi. Rồi, mình mở Bluetooth trong cái smartphone nó coi nó dò tìm ra được hay không. Trong trường hợp cái đèn này nó nháy nè, mà cái Bluetooth này nó không nhận ra ha. Mặc dù các bạn đã thay đổi một vài cái smartphone như Android hoặc là iPhone đi, thì nó không kết nối. Thì các bạn kiểm tra lại cái phần anten hoặc là các bạn kiểm tra con vi xử lý nè, nó tích hợp Bluetooth bên trong ha. Thì khi mà nó kết nối á, là ok. Cái mạch này đơn giản lắm, nó kết nối rất nhanh. Khi mà nó cái Bluetooth nó hoạt động tốt á, cái IC Bluetooth nó tích hợp bên trong cái con vi xử lý luôn. Phần xử lý và phần Bluetooth đó, nó chung nhau. Nên trường hợp á mà các bạn bật Bluetooth lên mà nó nhận ra là biết liền, tích vô nó là kết nối liền, là ok. Còn trường hợp mà nó không kết nối được, quay vòng vòng, là cái con IC đó có vấn đề, mình tiến hành mình thay thế ha. Đây đã kết nối à. Đó, bật tắt, nó chuyển mạch đó. Là cái con vi xử lý này nó điều khiển cái phần Bluetooth này. Còn phần mà xử lý tiếng vang echo á, đó, như mình nói chuyện mà không có mic echo như thế này á, đó, đập vô micro nè, nó không có tiếng vang echo, thì các bạn kiểm tra và thay cái con BT2399 này cho mình ha, để con xử lý tiếng vang, vị trí của nó trên bo á. Các bạn nhìn cái mã số của nó là biết liền ha. Ngoài những cái ban bệnh này thì còn một số ban phụ, như cái trường hợp mà loa nè bị rè thì các bạn có thể tháo thay loa ha, hoặc micro hoạt động á thì các bạn tháo kiểm tra micro, đo tổng trở coi nó có ổn hay không ha. Hoặc trường hợp đó các bạn thay micro cũng được. Thì một số cái ban đơn giản thôi, mà quan trọng nhất chính là cái phần nguồn nè. Rất nhiều cái micro Bluetooth hát karaoke này á, nó bị phần nguồn là khá nhiều ha. Trong đó những cái trường hợp như mất nguồn không sạc, cháy pin hoặc sập nguồn, tự động tắt nguồn á, là xảy ra thường xuyên ha. Còn những cái phần IC vi xử lý hoặc Bluetooth á, thì các bạn có thể mua đúng có cái mã số các bạn thay vô ha. Hoặc là trường hợp đó các bạn có thể độ chế được, ở ngoài nó bán một số mạch đó, các bạn
câu dây hoặc tìm cách là độ chế thì nó vẫn không ảnh hưởng gì đến chức năng của nó. Còn Eco thì có quá dễ rồi, bóc cái con BT 2399 này thay. Rồi là video này đến đây là kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn đã là comment dưới video nè, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.